Cô chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập giữa kỳ thông qua một đề thi nhá. Nhưng mà cô đã share đề ra được rồi khoảng 5-7 phút rồi mà thấy một số bạn chưa gửi bài cho cô, không hiểu lý do tại sao nhỉ? Câu số 1 bạn Trà ơi, con chọn đáp án nào? Ngọc Trà ơi. Nếu cô về đó thì em cho là bạn A. 1A rồi. Nào. À, cô hỏi Cảnh Tùng ơi, con đồng ý với bạn không? Cảnh Tùng ngồi cao lên. Câu 1 con đáp án gì Tùng ơi? Ủa, sao thế nhỉ? Rồi, mời bạn Cường ơi, câu 1 con đáp án gì? Con cho C. 1C. Đấy, rồi bây giờ là hai người có kết quả khác nhau rồi đây. Phương Anh bật cam lên. Băng ơi, 1 con đáp án gì? Phương Anh và Phương Nam bật cam lên. Một gì con? Một A. Long ơi con chọn đáp án gì con? Long đâu không biết. Long. Câu 1 con chọn đáp án gì? A. À, một A. Thế theo con 1C là đúng hay sai? Nếu cô là sai, tại vì nói là số lương không. À, giá trị tuyệt đối không nhận giá trị âm cơ ơi, con đang bị nhầm rồi. Đấy, cho nên là cô biết là các con học rất tốt nhưng mà những cái bài như thế này rất là quan trọng để các con không bị rơi điểm vào những câu dễ đấy. Đấy, Cường nhớ chưa? Cường Rồi. ơi, hai số đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau nhưng mà giá trị tuyệt đối của một số thì không nhận giá trị âm nhá. Rồi, Vâng. câu số 2. Lộc ơi, câu số 2 con chọn đáp án nào? Con dùng cô là câu số 2, con cho câu C ạ. C, con có thể giải thích vì sao lại là C không nhỉ? Con thì cô là đầu tiên là con lấy 1 phần 4 nhân cho âm 12 phần 20 ạ. Ừ, là bằng bao nhiêu? Là con đưa cô là bằng âm 3 phần 20. Âm 3 phần 20, mình rút gọn là âm 12 cho 4 là bằng âm 3 đúng không? Âm 3 Vâng. phần 20 rồi. Bằng. Bằng cho 3 phần 5 ạ. À, từ từ đã, quy đồng thành mẫu 20 nào là được. Thế con đưa cô 15. là 15 phần 20 cộng âm 3 phần 20. 3 phần 20. Và bằng 12 phần 20 đúng không? Dạ vâng. Rút gọn bằng 3 phần 5 đúng không? Ý con là thế đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, rồi. Ngọc Trà ơi, con đồng ý với bạn là đáp án C không? Có quá. Rồi, câu 3 con chọn đáp án nào Trà? Cô ba em cho đáp án B. Câu 3 con chọn... Hưng ơi, câu 3 con chọn đáp án nào? Cô con chọn đáp án B ạ. À, đáp án B. Như vậy ở đây có căn bậc hai số học của căn 4, của 48 và 47 là hai số dương, cho nên là nó sẽ lớn hơn hai số còn lại là hai số âm rồi. Và chúng ta thấy rằng căn bậc hai số học của 48 và căn bậc hai số học của 47 thì căn bậc hai số học của 48 lớn hơn. Và ta đã sử dụng tính chất là cho A, B là các số không âm. Đấy, thì nếu mà A lớn hơn B thì suy ra gì đây bạn Duyên nhỉ? Nếu A lớn hơn B thì suy ra gì con? Em cô thì suy ra căn bậc hai của A lớn hơn căn bậc hai của B. À đúng rồi, rất tốt, suy ra căn bậc hai số học của A lớn hơn căn bậc hai số học của B. Chú ý là chỉ áp dụng cho hai số không âm thôi nhá. Rồi, câu số 4 Phương Anh ơi, câu số 4 con chọn đáp án nào? Cô số 4 em chọn đáp án A. Đáp án A. Rồi, Phương Nam câu số 4 con chọn đáp án nào? Cho đáp án A. À, ta sử dụng tính chất nào con nhỉ? Chết hai góc phụ nhau. À, trong tam giác vuông thì hai góc nhọn phụ nhau hoặc là định lý tổng ba góc của tam giác. Như vậy góc A đã bằng 90 độ rồi thì hai góc còn lại cũng bằng 90 độ, tức là bằng góc A luôn. Rồi câu số 5. Câu số 5 con chọn đáp án nào? Mời Huy Việt. Huy Việt ơi. Con nói cô là câu số 5, con chọn đáp án Đáp án C. C ạ. Nào, Cảnh Tùng ơi, câu số 5 con chọn đáp án nào? Cùng chọn đáp án C ạ. À, qua một điểm nằm ngoài đường thẳng D chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng D. Cô cũng đồng ý với hai con.
Câu số 6, bạn Cảnh Tùng chọn đáp án nào? Giờ con chưa làm. Thì con cần phải thao tác nhanh hơn nhá. Rồi chúng ta cô sẽ share đề câu số 6, câu số 7. Bạn nào làm xong câu 6, số 7 thì làm sang phần tự luận câu 1 dần đi nhá. Nào, câu số 6 Tùng ơi, con đã làm được câu 6 chưa? Khẳng định nào sai con nhỉ? Khẳng định C ạ. Khẳng định C là sai. Vì sao, con giải thích được không? Không. Không. Cạnh BC là tương ứng với cạnh nào? Theo như cách viết tam giác ABC bằng tam giác MNP thì cạnh BC tương ứng với cạnh nào Tùng nhỉ? Căn hợp với À, BC tương ứng với NP thì BC phải bằng NP. Mà đây BC bằng MP cho nên là đáp án câu này, câu C là khẳng định sai. Bây giờ cô hỏi một bạn xem con đồng ý với, con có cùng đáp án với bạn không? Cô mời bạn Cường. em cô là em xe đúng bạn ạ. À, con cũng C giống bạn. Băng ơi, con chọn đáp án nào ở trong câu số 6? Là cũng cô xe cô. À, câu C rồi. Có một câu số 8 nhưng mà bởi vì là nó liên quan đến cái phần ta chưa học nên cô bỏ đi rồi. Cô chốc cô sẽ thay bằng bài khác. Câu 7 này là bạn Lan làm thí nghiệm đun nước tinh khiết trong điều kiện bình thường và đo nhiệt độ của nước tại một số thời điểm bắt đầu đun sôi. Sau khi bắt đầu đun thì thu được kết quả như sau. Vậy thì trong các trong dãy giá trị này thì giá trị nào là không hợp lý? Bạn nào biết, các con giơ tay, cô thấy có một bạn gửi kết quả thôi, còn các con không biết là do chần chừ hay sao mà không thấy. À, cô mời Lộc nào. Cảm ơn cô, câu 7 con chọn hàng. Con chọn đáp án A. À, Băng ơi, con chọn đáp án nào? Dạ cũng đã bác án cô. Đó đáp án gì? À. Vì sao nhỉ? Vì sao mình chọn đáp án A con nhỉ? Là tại vì nhiệt độ của nước khi sôi chỉ có tới 100 độ C thôi. À, chỉ 100 độ C thôi Long ơi. Đây này, không cần học đâu. Cũng biết được, làm gì có nước mà sôi đến 110 độ C. Không thấy chưa? Lão cứ tưởng là đề sai. Đấy, như vậy đáp án của câu 7 là câu A cũng lừa là khá khá bạn đấy nhỉ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang chữa phần tự luận nhé. Bởi vì cô vừa nãy có nói với các con làm phần tự luận rồi. Rồi chúng ta sẽ chữa câu bài một ý một nhỏ này. Một ý một nhỏ, cô mời bạn Trà. Cố Bằng gì lắm. con? Đọc kết quả hay không? Không phải đọc bài làm chứ. Mình cuốn nó ra lấy 2 phần 3 nhân âm 6 thì bằng âm 4 cộng với cả 1 phần 4 chia 5 phần 4 là bằng 1 phần 5. À, Bằng chỗ này con làm luôn là bằng âm 4 này cộng với bao nhiêu? Cộng với 1 phần 4 chia bao nhiêu? 1 phần 4 chia 5 phần 4. Chia 5 phần 4 rồi. Bằng âm 4 cộng bao nhiêu? Bằng 1 phần 5. Cộng với 1 phần 5 à? Mình nhân nghịch đảo lên rồi rút gọn là bằng 1 phần 5 đúng không? Chỗ này mình làm tắt rồi bằng bao nhiêu? Là bằng âm 21/5 cộng 1/5 là bằng âm 79/5. À rồi Tú ơi, con đọc kết quả câu 1 của con. Tú ơi, đọc kết quả câu 1 của con. Tú làm sao ấy? Mic nó nhắn đi, nhắn đi. À, Hưng ơi, con kết quả câu 1 của con đúng hay sai? Bật mic lên. À, thì con biết con nhầm ở đâu không? Con tính chỗ phép chia không bằng 1 phần 5 hay sao ấy? Con làm như nào? Con đọc bài làm của con giúp cô nào. Con tính nhầm phép chia thành không phải là thành 1 phần 5 mà thành 5 phần 4 ạ. Thì Con nhớ 0,25, 0,25 con đổi bằng bao nhiêu? phần 4 ạ, con nhớ nhầm, có lúc đấy con không để ý ạ. Thế mà 1 phần 4 con đổi thành bao nhiêu? 5 phần 4 ạ. À, vẫn 5 phần 4 đúng không? Chỉ có điều là đáng lý là bằng 1 phần 5 con lại viết thành 1 phần 4 đúng không? Vâng. À, rồi ok, rồi câu hỏi Phương Anh ơi. Bài À. 1 ý 1 con làm bằng bao nhiêu?
Em là cô. Bài 1 ý 1 em làm bằng Đọc đi, đọc trong bài của mình đi. Con làm bằng bao nhiêu? Ủa? Con chưa làm được xong à? Phương Thế Anh bây ơi, giờ là mình xong làm chơi sao? xong xong phải treo nó lên nhá. Phương Con Anh ơi, cô. sao cô gọi con không được mà cô vẫn nghe tiếng từ từ chỗ con đây? Ờ, nó về về la cô. Thế vừa nãy cô con đọc kết quả của con nào. À, Trả gọn nè. vâng. Câu 1 ý 1, con bằng bao nhiêu? Bằng bao Hello nhiêu? cô. Phần 1 ý 1 em bằng... Ủa, mình cứ đọc kết quả của mình đi thôi, đúng hay sai thì mình cứ đọc đi nào. Có giống bạn không? Có. Thế sao mà khó khăn để đọc thế? Thì bảo là con nó găm 19 phần 5. Nào con chốt lại nào, câu 1 ý 1 con có kết quả bao nhiêu là mất thời gian quá. Hello cô, câu 1 ý 1. Em có kết quả âm 19 phần 5. Đấy, hôm sau con thao tác nhanh lên, con nói như thế mất thời gian rồi, thời gian là vàng là bạc rồi đấy. Nào, không có không kịp thời gian để đẩy ra và làm phần nâng cao phía sau đâu, lớp ta là lớp nâng cao mà. Rồi, con làm cô B luôn à, thao tác nhanh lên. 0,2 chia bao nhiêu? Con tính được bài Em này chưa? chưa tính xong cơ ạ. Thế căn bậc hai số học của 1 phần 121 con biết bằng bao nhiêu không? Căn Quên hết kiến thức bằng rồi. 1/11. Thế sao lại không làm được bài này nhỉ? Rồi cô Em chưa dừng, làm xong. con làm tiếp đi. Nào cô sẽ mời cả bạn Tú vào thêm một thiết bị nữa rồi, chắc là bị của bạn ấy bị làm sao rồi. Bây giờ con làm tiếp phần này cho cô. Cộng với 7 phần 3 nhân với. Mời Lộc nào. Nguyên lương vô là 0,3 nhân Giá cho trị giải tuyệt tích đối của tuyệt âm 15 cộng 9 là bằng bao nhiêu? đối. Nguyên lương vô là bằng giá trị tuyệt đối của âm 6 trừ 1. À, giá trị tuyệt đối của âm 6 là bao nhiêu con? Tôi muốn lấy cô giải trị tuyệt đối của âm 6 bằng 6 ạ. Bằng 6 rồi. Trừ đi. Trừ cho 1 ạ. À, trừ đi 1 rồi. Bằng. Nguyên là bằng 11/5 cộng 14 trừ 1. Khoan từ từ nào. 2,2 chia cho, à, cô xin lỗi, 0,2 chia cho 11 là bằng bao nhiêu? Vô là bằng 0,2 nhân cho 11. À, 0,2 nhân 11 bằng bao nhiêu luôn? À, tôi thì để như thế, 0,2 nhân 11 cộng với bao nhiêu? Còn như 7/5 nhân cho 6 trừ 1 ạ. 7 phần bao nhiêu? 7/5. Sao lại 7 phần 5? Nhân 7/3 quá, đồng nhiều. 7 phần 3 nhân 6 bằng bao nhiêu luôn đấy? Nhưng cô là bằng. Rút gọn đi. Cô đừng có 7/3 nhân 6 bằng 14. Đúng rồi, mình thao tác nhanh một tí xíu rồi, trừ đi 1 bằng Bằng 11/5 cộng cho 13. 11 phần 5 cộng cho 13 Là rồi, bằng bằng 76/5 ạ. bằng 76 phần 5 đúng không? Rồi, cô cảm ơn con. Cô hỏi một bạn xem kết quả của con như thế nào. Cô mời bạn Hoàng Long ơi, bài này con kết quả bao nhiêu? Huy Việt, con được bao nhiêu? Hoàng Long, cô thấy kết quả là 76 phần 5. Huy Việt ơi, con kết quả bao nhiêu? Con số bạn ạ. À rồi, nhưng mà chúng ta cũng có thể là làm ở chỗ này là 2 nhân với 11 là 0,2 nhân 11 là được 2,2 các con này. 2,2 cộng với mở ngoặc là 14 trừ đi 1 là bằng 2,2 cộng với bao nhiêu đây bạn Băng nhỉ? Con 2,2 cộng bao nhiêu? 14 trừ 1 là bao nhiêu đấy? Mình lấy 14 trừ 1 bằng bao nhiêu đấy? Đang 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 không tập trung à? Lấy Đang 14 trừ đi 1 này là bằng bao nhiêu? 13.
13 bằng 2,2 cộng với 13 là bằng bao nhiêu? Dạ bằng 15,2. 15,2. Thì 15,2 chúng ta đổi ra là được phân số 15 1 phần 5 thì là cũng ra được bằng 76 phần 5 các con nhé. Đấy, chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là làm, cô nghĩ cách này không ai gửi kết quả này cả, cho nên cô là gợi ý cho các con theo cách đó. Còn cách hai thì chúng ta đổi ra phân số rồi làm giống như bạn đây thì kết quả giống nhau. Bây giờ bài tìm mixer câu A. Cô mời một bạn trình bày cho cô. Hưng nào. Cô 2x trừ 0,5 bằng x cộng 1 phần 4. Ta có 2x trừ x bằng 1 phần 4 cộng 0,5. X bằng 1 phần 4 cộng 1 phần 2. X bằng 1 phần 4, 3 phần 4 ạ. X bằng 3 phần 4. Huy Việt ơi. Huy Việt ơi. Nào, bài này con làm được chưa? Dạ con chưa ạ. À, chưa rồi. Em phần này con chưa học. Ủa? Cường ơi, con không thấy màn hình chuyển động à? Wow. Chết. Cô hỏi một tí xíu nào, sao không thấy màn hình chuyển động nhỉ? Như vậy là Huy Việt bị nhầm ở chỗ là câu B thôi, câu ý 2 thôi, ý 1 là bạn ấy làm đúng rồi. Bây giờ phần giá trị tuyệt đối, bạn nào nhắc cho cô giá trị tuyệt đối của một số A là gì? Bạn nào nhớ nhỉ, giá trị tuyệt đối của số A là gì Thảo Nhi nhỉ? Còn nâng vô giá trị tuyệt đối của một số A là khoảng cách từ số này đến số 0 trên trục số À, ạ. à là khoảng cách từ điểm A đến điểm 0 trên trục số. Như vậy ví dụ như là giá trị tuyệt đối của 3 là khoảng cách từ điểm 3 đến điểm 0 cho nên là bằng 3 này. Giá trị tuyệt đối của âm 3 cũng như vậy là khoảng cách từ điểm âm 3 đến điểm 0. Thì điểm âm 3 cách điểm 0 3 đơn vị cho nên hai số này có giá trị tuyệt đối bằng nhau và bằng 3 đơn vị. Huy Việt này. Giá trị tuyệt đối của âm 2 phần 3 cũng bằng giá trị tuyệt đối của 2 phần 3. Bằng 2 phần 3 Huy Việt nhé. Vâng ạ. Đấy, và nhớ là hai số mà đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau và giá trị tuyệt đối của không thì bằng không. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm câu B. Câu B có mời Phương Nam nào. Em cô Giá trị tuyệt đối của B là gì? giá trị tuyệt đối của x cộng 2 phần 3 Bằng. bằng 1 phần 5 cộng 2 cộng giá trị tuyệt đối x cộng 2 phần 3 bằng 11 phần 5. Rồi, gì nữa? X bằng 11 phần 5 trừ 2 phần 3. Và x bằng bao nhiêu? Suy ra x bằng 23 phần 15. Rồi. Hết rồi đúng không? Vâng. Rồi. Con tìm ra được kết quả x bằng bao nhiêu, con đọc lại. Em lúc cô thì em nhìn ra kết quả bằng x bằng 23 phần 15. 23 phần 15, đấy là câu trả lời của bạn Phương Nam nhé. Giờ ai có nhận xét về bài làm của bạn nào? Bạn Tú ơi, con đồng ý với bạn không? Không cô. À không, thế con có ý kiến như nào? Em chia ra làm hai trường hợp ạ. À, có hai trường hợp. Vì sao con này, vì sao lại có hai trường hợp? Vì giá trị tuyệt đối của x cộng 23 là nhận giá trị dương và giá trị âm ạ. Không phải giá trị tuyệt đối nhận giá À. trị dương, giá trị tuyệt đối không nhận giá trị âm đâu. Thế con hiểu nhưng con diễn đạt sai mất rồi. Vì có hai số có giá trị tuyệt đối bằng 11 phần 5, đó là số nào và số nào Tú nhỉ? Hai số nào có giá trị tuyệt đối bằng 11 phần 5? Tú. Em đưa cô là Ủa? Nào, bạn Hoàng Long ơi, hai số nào có giá trị tuyệt đối bằng 11 phần 5? là 23 phần 15 cộng 2 Không, con đang phần không hiểu ý cô rồi.
Có hai số có giá trị tuyệt đối bằng À, 11 phần 5 là số nào và số nào? là x cộng 2 phần 3 và âm x trừ 2 phần 3. À, đúng rồi, hoặc là số 11 phần 5 và số âm 11 phần 5. Hai số đối nhau này có giá trị tuyệt đối bằng 11 phần 5. Cho nên, vì lý do này cho nên x cộng 2 phần 3 sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất nó bằng 11 phần 5, trường hợp thứ hai nó bằng âm 11 phần 5, bạn Phương Nam nhé. Rồi, trường hợp 1, x cộng 2 phần 3 bằng 11 phần 5. Trường hợp 2, đấy là bị quên đấy nhá, x cộng 2 phần 3 bằng âm 11 phần 5. Trà ơi, con giải tiếp. Trường hợp 1, Trà giải trường hợp 1. Em có lấy tôi nói là ít bằng ba bảo phương mới lắm, trung mới phương mới lắm là bằng hai bảo phương mới lắm. Từ từ con làm từ từ thôi. Trường hợp 1 là x bằng gì? Ba bảo phương mới lắm 33 phần 15 lấy đâu ra? lâu Từ ta từ lấy mất. đã. Bằng 11 phần 5 trừ 2 phần 3 đã. X bằng. Là bằng ba bảo phương mới lắm, trung mới phương mới lắm. Bằng Lớp bằng hai bảo phương mới lắm. 23 phần 15 rồi. Trường hợp 2 con giải giúp cô. Cô mời bạn Duyên. Duyên vừa mới ao ra ngoài. X bằng gì con? Đang cô x bằng âm 11 phần 5 trừ đi 2 phần 3. Bằng gì con? Đang cô bằng âm âm 3 3 phần 5 trên 4 phần 5. Âm 33 trừ Trừ đi 10 mà. 10. Trừ đi Phần 15 đúng không? X bằng. F bằng âm 43 trên 15. Rồi, Cường ơi con nhận xét xem. Các bạn giải như vậy cùng với kết quả của con không? Rồi có. Rồi. Long ơi con nói cho cô xem con làm giống kết quả các bạn không? Dạ có. Rồi, Ngọc Trà ơi. Giống kết quả của con không? Còn cô À rồi, cô cảm ơn. Câu này dễ thôi, không thì gần như không học ta cũng trả lời được luôn đấy. Nào, trong hai dãy trên thì dãy nào là số liệu, dãy nào không là số liệu? Mời mời bạn Phương Anh. em thưa cô, Con trả trong lời hai đi. Chưa được à? dãy trên Dãy nào là số liệu? Dãy nào không phải là số liệu? dãy thứ nhất với dãy thứ hai cô. Dãy thứ nhất là khả năng tự nấu ăn của các bạn. Dãy thứ hai là số bạn nữ tự đánh giá đấy. Dãy thứ nhất không phải số liệu. Còn dãy thứ hai là gì? Số liệu. À rồi. Câu trả lời của bạn con đồng ý không? Cô mời bạn Thảo Nhi nhỉ? Dạ. Con đồng ý với bạn không? Con là có. À rồi. Còn trên này là dữ liệu không phải là số liệu rồi. Cô B Nhi trả lời luôn. Con. Dãy trên, dãy dữ liệu trên có đại diện cho khả năng tự nấu ăn của các bạn vậy ha không? Con thân cô là không đại diện được tại vì thiếu các bạn nam đánh giá. À ở đây chỉ có bạn nữ thôi cho nên là không thể đại diện cho khả năng tự nấu ăn của các bạn lớp 7A được. Rồi Duyên ơi con đồng ý với bạn không? Em có đồng ý ạ. À rồi, rồi cô cảm ơn. Ra sang bài số 2. Cô ý này luôn. Câu A nào. Băng ơi con trả lời câu A nhá. Của ý 2 này này. Số bạn tham gia khảo sát là bao nhiêu con nhỉ? Là em yêu cơ. Là bao nhiêu? 40. À con lấy 40 ở đâu ra? Là con lấy 10 cộng 4 cộng 8 cộng 18. À rồi, Cường ơi con đồng ý với bạn không? Em thưa cô là em có. À.
bằng 40 đúng không? Rồi. Phương Nam ơi, câu A con có kết quả giống các bạn không? Có ạ. Rồi, tính tỷ lệ các bạn trong lớp dự đoán đội vô địch World Cup 2022 của 4 đội trên. Nào, bây giờ là tỷ lệ dự đoán này. Của Argentina. Là tính tỷ lệ như thế nào? Mời Phương Nam trình bày luôn. Bằng gì con nhỉ? Em cô bằng Làm nào tính tỷ lệ con nhỉ? lấy số bàn dự đoán chia Ừ. cho tổng Là. số bàn. Đúng rồi, tức là bằng phép tính nào con? Em cô là 10 chia 40 à? Ừ. Bằng bao nhiêu? Bằng 1/4 à? Bằng 1 phần 4. Bằng bao nhiêu phần trăm con nhỉ? Bằng 44%. À, bằng bao nhiêu phần trăm câu A đây? Cô mời bạn Hưng nhỉ? Bây giờ cô là bằng 25% ạ. À, 1 phần 4 là 25% chứ. Rồi, Lộc tính câu B cho cô nào. Rồi, cô cảm ơn Hưng. B là 4 chia cho 40 nhân cho 100% là bằng cho 10% ạ. Croatia. Rồi, 10%. Cường ơi, con đồng ý với bạn không? Em thưa cô là em có À, 4 chia cho 10 là rút gọn đi. À, 4 chia cho 40, con xin lỗi. 4 chia 40 bằng 1 phần 10 là bằng 10% rồi. Croatia rồi Morocco. Nào Morocco tính cho cô với bạn Phương Anh bằng gì con? em thưa cô, Morocco bằng 8/40 bằng 1/5 Bằng bao nhiêu phần và trăm? bằng em thưa cô bằng 20%. 20% rồi. Rồi, tiếp người cuối cùng nào. Mời bạn Cảnh Tùng Pháp. Rồi 18/40 là bằng Con tính chưa xong hả? Tính xong chưa? Tính xong chưa? chưa À chưa, rồi 18 chia 40 bằng bao nhiêu Huy Việt nhỉ? Việt ơi. Huy Việt mạng lag rồi. Nào con tính cho cô nào, mời bạn Thảo Nhi bằng bao nhiêu con nhỉ? con lương cô là bằng 9/20 và bằng 45% ạ. À bằng 45%. Chúng ta có thể tính pháp tỷ lệ dự đoán pháp theo cách nào nữa con nhỉ? Theo cách nào nữa? À thế chưa biết là theo cách nào nữa bạn là Duyên nhỉ? Em cô là lấy 100% trừ đi 25% trừ đi 10% trừ đi hai Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trừ đi các tỷ lệ phần trăm của ba đội trên. Rồi, bạn nào đúng cả bốn kết quả con giơ tay lên giúp cô nhé. Phương Anh ơi, con làm được đến câu nào rồi? Phương Anh ơi, mình làm được đến câu nào rồi con nhỉ? Ô sao cô nghe Phương Anh nói gì làm nhỉ? được câu Câu nào rồi? em làm được câu B mà em chưa làm được câu A. Làm được câu B mà chưa làm được câu A. Tan giác ABN bằng tan giác ACM chưa làm được, ngạc nhiên nhỉ? Thế bây giờ cô sẽ gợi ý để con làm nhé. Con tìm được mấy yếu tố bằng nhau ở trong câu A? AB bằng AC rồi ạ. Rồi, đúng rồi, có gì nữa? Có AM bằng AN mà em Đúng thấy hơn rồi, không? đúng rồi. Còn một yếu tố nó ẩn. Nó không tường minh đâu. Thế mình xem thử là yếu tố nào. AB bằng tam giác ABN và tam giác ACN.
ACM, con xin lỗi. Có này, bạn Phương Anh nói có rồi. Bây giờ con nhắc lại Phương Anh vừa nói cái gì đấy, Cảnh Tùng nhỉ? Có cạnh nào mà cạnh nào Tùng nhỉ? Tùng đâu rồi? Tùng ơi. Rồi, cô mời bạn Lộc nào. Có đúng rồi Có là gì không? có cách AB AB bằng AC theo giả thiết này. Rồi. Có gì nữa con? bằng AC. Có gốc BN bằng gốc CM. À, BAN thì con nói luôn thì con giỏi quá. BAN bằng góc CAM hay là góc A chung đây Phương Anh này. Phương Anh con thấy chỗ này chưa? BAN chính là góc CAM luôn. Phương Anh con hiểu chỗ đấy chưa? Rồi ạ. Rồi. Có gì nữa Lộc nhỉ? Lộc tốt lắm. Có cạnh nào bằng cạnh nào nữa? Có cách AN bằng cách AM. À, AN bằng AM theo giả thiết. Rồi. Rồi suy ra tam giác ABN, tam giác ACM cho trường hợp cạnh góc cạnh. ABN bằng tam giác ACM theo trường hợp cạnh góc cạnh. Rồi. Câu A xong, câu B nào. Câu B, bao nhiêu bạn làm xong câu B rồi? Con có thể là giơ tay lên để cô xem nào. À, bạn Hưng, ô Hưng giỏi nhờ. Rồi. Câu B, bạn Hưng làm luôn cả câu C rồi, câu B. Tú cũng làm được câu B rồi, Băng làm được câu B chưa con? Hai ý. Làm câu B em mới làm được ý một cho con. Ý Ý hai một sao? con làm gì? Con xét cặp tam giác bằng nhau hay sao? Dạ. À rồi. À, câu B có bạn nào xét cặp tam giác bằng nhau cũng được, nhưng mà cô muốn các con làm cách nhanh hơn mà không cần xét tam giác bằng nhau ấy. Ở đây có bạn Long gửi bài cho cô là bạn cô không thấy bạn đấy xét cặp tam giác bằng nhau thì nó nhanh hơn ý. À thế mời Duyên nào. Tâm cô sao có tam giác ABN bằng tam giác ACL? Thì suy ra góc AMC bằng góc ALB, hai góc tương ứng ạ. ACM cạnh góc cạnh, à câu A đi, đừng có nói cạnh góc cạnh nữa. Câu A. Rồi, cô cảm ơn con. Rất tốt, cô hiểu ý con rồi. Suy ra góc A B, góc ANB bằng với góc nào đây? Suy ra bằng góc ANB bằng góc nào con? Băng nhìn lên màn hình, bình nhìn lên. Góc ANB bằng góc AMC. Bằng góc AMC, hai góc gì con nhỉ? Gọi là hai góc Là gì? tương ứng. Hai góc tương ứng, đúng rồi. Bây giờ con lấy góc ANB cộng với góc BNC thì bằng bao nhiêu? ANB này cộng với BNC. Là bằng 180 độ. Đúng rồi. Góc AMC cộng với góc BMC bằng bao nhiêu con? Là cũng bằng 180 độ. Vì sao? Vì sao hai cặp góc này có tổng bằng 180 độ con nhỉ? Là tại vì nó là hai góc cửu. À, cặp góc kề bù. Vậy thì so sánh hai tổng trên chúng ta suy ra cặp góc nào bằng nhau con? Đấy, A, BN cộng BNC bằng AMC cộng BMC. Mà ANB thì lại bằng AMC, rồi suy ra cặp góc nào bằng nhau con? Là BNC bằng BMC. Đúng rồi, suy ra BMC bằng với BNC theo như yêu cầu ý đầu của câu A. Như vậy chúng ta làm ý này xong rồi. Nhanh hơn là xét tam giác các con ạ. Xét tam giác nó hơi lâu một tí xíu đấy. Rồi, câu B nào. Ý 2 là chứng minh OB bằng với OC. Con chứng minh OB bằng OC bằng cách nào đây? À, mời Hưng nào. Thưa cô là thưa cô ta có MB bằng MC Ừ.
BN bằng MB sao bằng NC nhỉ? à, không B, MB bằng NC. Vì sao MB bằng NC con? Cô bị tam giác BMC bằng tam giác CNB ạ. À, thế con phải đi chứng minh cặp tam giác đấy bằng nhau nữa đúng không? Nhưng mà cô nghĩ không cần chứng minh hai tam giác đấy bằng nhau vẫn dễ dàng suy ra được MB bằng NC đấy. Bạn nào hỗ trợ bạn đấy cái đoạn nào này? MB bằng với NC, lý do vì sao không cần chứng minh cặp tam giác bằng nhau đâu? Phương Nam con biết không? Câu y Không. gì luôn. Không á. Mà mời Duyên nào. Em cô ta có AM cộng MB bằng A bằng AB. AL cộng LB bằng AC mà AL bằng AM, AB bằng AC nên suy ra MB bằng LC. Hưng ơi, con nghe bạn ấy nói con hiểu không? AM cộng MB thì bằng AB, AN cộng NC thì bằng AC, mà AM bằng AN, AB bằng AC nên MB Hưng ơi Dạ. bằng MC. Hiểu không con? Dạ con có À, rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp gì con nhỉ, Hưng nhỉ? con được cô theo trường hợp Mình chứng minh được MB bằng MC rồi thì ta sẽ xét tam giác OMB tưởng là và tam giác NC à cô? à, Mà cái gì cô con? bảo cạnh À, đó. Em NC tưởng là này. NC. NC không phải tưởng đâu con, đúng rồi, cô viết vội đấy. Cô cảm ơn con rất là tập trung. Rồi. Cô là cạnh góc cạnh à? Cạnh góc cạnh á. Thì có ngoài cạnh MB bằng cạnh NC còn có cạnh nào bằng cạnh nào nữa mà con bảo là cạnh góc cạnh? Cạnh góc cạnh tức là phải hai yếu tố về cạnh ấy. Bằng nhau theo trường hợp nào đây bạn à? Xong ai xong rồi ấy nhỉ? Long nhỉ? Long với Duyên xong rồi. Long ơi, hai tam giác bằng nhau theo trường hợp nào con? Long mic bị làm sao rồi đấy? Như vậy là có một yếu tố bằng nhau theo trường hợp gì con? Góc góc À, góc cạnh góc, đúng rồi. Vậy thì Cường ơi, con nói cho cô hai tam giác trên con thấy có những yếu tố nào bằng nhau rồi. em thưa cô là BM bằng NC BM bằng NC rồi. chung góc Không, không phải chung đâu. Không, không ở chung. Rồi, bạn Tú. Dạ. Nào, con làm tiếp giúp cô nào. Có yếu tố nào bằng nhau nữa? Em thưa cô là góc ACM bằng với cả góc ABN Đúng rồi, theo rất tốt. chứng Vì minh của sao? câu A. Câu A đâu có. Theo chứng minh theo tam giác ABN bằng với cả AC bằng với cả ACM ạ. À đúng rồi, rất tốt, chính xác đây, hai góc cô tô màu đỏ đây các con này. Hai góc này bằng nhau vì đây là hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Rồi, còn một cặp góc bằng nhau nữa là cặp góc nào đây bạn nhỉ? Em được cô gặp góc BMC với cả BNC ạ. Giỏi lắm, bằng nhau vì sao nhỉ? Vì theo chứng minh Mình chứng minh ở đây này, đúng không? theo chứng minh Chứng minh trên. trên đúng không nào? Rồi ok, tốt. ABN bằng ACM, mở ngoặc hai góc tương ứng. Vậy tam giác ANB bằng tam giác AMC. Nào, cặp góc nào bằng nhau nữa con nhắc lại giúp cô bạn Trà nào.
Huy Việt ơi, sao tắt cam rồi? Cặp góc nào bằng nhau nữa Trà ơi? Em nhớ cô lơ. Bạn Tú vừa nói xong đấy. Góc nào bằng góc nào nữa? Đấy, chứng tỏ là ngồi nghe không chú ý rồi. Góc nào bằng góc nào nữa bạn Cường nhỉ? Em thưa cô là góc. Ồ, thế là một anh ngồi cũng không chú ý nữa. Phương Anh nào? Phương Nam ở đâu rồi cô không thấy nhá? Phương Anh ơi, góc nào bằng góc nào con? Em thưa Đấy. cô. Toàn báo ngồi học không để ý rồi. Mời bạn Hưng nào. Các Còn con góc. ngồi học không chú ý. Toán hình khó mà ngồi học không chú ý. Hưng ơi, góc nào bằng góc nào con? Cô là góc BMC bằng góc CNB ạ. Đúng rồi, đấy, ngồi nói, ngồi mình đã không làm được thì phải để ý coi bạn làm như thế nào chứ. BMC bằng BNC, mình chứng minh ở bên này rồi, rồi ý đầu của câu B đấy, cũng là chứng minh trên. Như vậy đã có đủ là một cạnh và hai góc kề của tam giác này. Đúng nào, bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia. Đấy. Suy ra hai tam giác bằng nhau theo trường hợp gì đây? Mời bạn Phương Nam. Theo trường hợp gì Nam ơi? Em cô là góc cạnh góc. À, hai tam giác này bằng nhau thì suy ra điều gì con? Em cô suy ra OB bằng gì? OB bằng OC là À, hai cạnh tương OC. ứng. Tốt, hai cạnh tương ứng giỏi. Như vậy xong rồi, xong câu B. Bây giờ câu C này, trời ơi, phải chữa nhanh không có là muộn giờ quá của các con. OB bằng OC. Rồi bây giờ chúng ta làm cho cô tiếp. F là trung điểm của BC, chứng minh 3 điểm AOF thẳng hàng. Câu này cô thấy có bạn Hưng gửi kết quả này, có bạn Long cũng gửi bài làm rồi này. À, Hưng ơi, con nói cho cô xem hướng làm của bài này là gì con. Thưa cô là À, con xét tam giác BAS bằng tam giác CAS ạ. à rồi, là con sẽ chứng minh được AF là tia phân giác đúng không? Và Ờ, thì sau đó con suy ra 3 điểm thẳng hàng luôn à. Như thế thì chưa đủ rồi. Như thế chưa đủ con ạ. À, mới được một tia phân giác thôi. Con phải chứng minh. À, Duyên ơi, con làm được bài này. Hả? Duyên ơi, dạ con nói xem con làm bài này chưa? em là người À thế, con nghe bạn ấy nói, con đồng ý với bạn đấy là bạn chứng minh AF là tia phân giác không? có à em mới à AF. AF, đúng rồi, như vậy mình phải chứng minh thêm cả AO cũng là tia phân giác nữa đúng không nào? Chứng dạ minh AF là tia phân giác thì bạn đấy chứng minh tam giác ABF bằng ACF rồi. Bây giờ chứng minh AO cũng là tia phân giác của góc BAC để con chứng minh hai tam giác nào bằng nhau. Em cô là chứng minh hai tam giác AOB và AOC À, hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp gì? cạnh 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 không? À, cạnh 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 cũng được mà, cạnh góc cạnh cũng được đúng không? Nhưng mà cạnh 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 chắc là dễ hơn rồi. Ok, cô cảm ơn, cô sẽ gọi một bạn là chứng minh nhá. Câu A này nào, nói lại cho cô là bạn Duyên, bạn ấy vừa nói xét tam giác chứng minh hai tam giác nào bằng nhau đây, nhắc lại Phương Anh nào, xét tam giác nào. Là cô sẽ tham gia AOB Và và AOC. tam giác AOC có Em gì là con? cô có Có những yếu tố nào bằng OB nhau? bằng OC. OB bằng OC lấy đâu ra? OB bằng OC là chứng minh trên.
Đúng rồi, chúng ta vừa chứng minh ở câu B đúng không nào? Rồi, có gì nữa? Em thưa cô, có À, có gì A, học B AB bằng gì? bằng AC. Rồi, đúng rồi, có gì nữa? Hello cô, có chung Chung cạnh nào? chung cạnh AU. À, AU là cạnh chung. Nên tam giác cạnh Tùng ơi bằng tam giác AOC theo trường hợp gì đây con ơi? Cảnh Tùng ơi, Trường hợp cần cành 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 suy ra hai góc nào bằng nhau? Suy ra tam giác BA, suy ra góc BAO bằng góc nào Cảnh Tùng? Góc BAO bằng góc nào? Con nhìn lên hình vẽ. góc CAO À, CAO. Vì đây là hai góc gì con? tương ứng. Đúng rồi, hai góc tương ứng. Rồi. Tùng ơi, con nhớ vừa nãy các bạn bảo là mình phải chứng minh cặp tam giác thứ hai là tam giác nào? Cặp nào? Chưa, đúng không? Chưa nhớ đúng không? Băng ơi, cặp tam giác thứ hai là cặp nào con? Băng ơi, con không nhớ à? Chưa nghe được à? Hay sao, bật mic lên. Con nhớ, con có nhớ hay là có biết được là các bạn đấy bảo cặp tam giác thứ hai phải chứng minh bằng nhau là cặp nào không? Nhớ. À rồi, Hưng ơi. Cặp tam giác thứ hai là cặp tam giác nào con? Cô là BAS. À đúng rồi, xét tam giác ABF và tam giác nào? Tam giác nào con? À, hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp gì? Thưa cô, bằng nhau theo trường hợp là cạnh 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 ạ. À đúng rồi, có ba cạnh bằng nhau là AB bằng AC rồi đấy. AF là cạnh chung, FB bằng FC, vì sao Hưng nhỉ? Thưa cô, vì là S là trung điểm của BC ạ. À đúng rồi, phần này dễ, các con làm giúp cô nhá. Theo trường hợp ABF và ACF, theo trường hợp cạnh cạnh cạnh, nên tương tự ta suy ra AF là gì con nhỉ? AF là tia phân giác ở góc nào Hưng nhỉ? Cô là của góc MAN Không, có góc BAC luôn nhá, là tia phân giác của góc BAC. Như vậy là ta có AO cũng là tia phân giác của BAC mà AF cũng là tia phân giác của BAC, cho nên là suy ra từ 1 và 2. Suy ra AOF thẳng hàng. Long ơi, con đồng ý với hướng làm này của các bạn không? Con giống không? Đi không? Rồi, cảm ơn con. Duyên ơi, Dạ. con đồng ý không? Em đồng ý ạ. À rồi, cô muốn thêm một bài nữa nhưng mà chắc là không kịp rồi, khuya quá rồi, cho nên là cô Em sẽ chữa còn xong chưa bài hết 5. xong. À cô biết rồi, mai cô gửi lại video. Còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung làm bài này giúp cô này. Bạn nào làm xong bài này rồi này? Vì cô đẩy đề lên trước rồi, một số bạn sẽ làm xong rồi đấy. Con tìm ra bao nhiêu cặp giá trị xy con nhỉ? Con tìm ra 6 cặp. Duyên ơi, con tìm được bao nhiêu cặp? Duyên ơi. Duyên ơi. Tao gọi không thấy. Rồi con nói hướng làm của con đi Nhi ơi. Con đơn cô có 4 nhân x trừ 2022 mũ 2 lớn hơn 0, lớn hơn bằng 0. Nên Suy ra à, không có là bốn bốn nhân
x chia 2022 bằng 25 trừ y mũ 2. Ừ. 4x chia 2022 mũ 2 lớn hơn hoặc bằng 0. Thì Ừ. suy ra 25 trừ x mũ 2 lớn hơn hoặc bằng 0. X mũ 2 lớn à, bé hơn hoặc bằng 25. Có x thuộc z nên suy ra 4x nhân 2022 lớn hơn hoặc bằng 4, suy ra 25 trừ y mũ 2 lớn hơn bằng 4. Thì sao y mũ 2 chia 4 nên suy ra y mũ 2 là số chính phương ạ. Thì y mũ 2 sẽ bé hơn Đấy hơn bao nhiêu? 25, bé hơn bằng Ừ. 25. Y mũ 2 bé hơn bằng 25 mà sao con lập luận nhiều thế? Rồi, cô cũng đồng ý với con nhắn kết quả cho cô xem nhé. Ở đây chúng ta Duyên ơi. Con vừa bị văng ra à? Duyên ơi. Không gọi được. Lúc đang cần là không thấy ở đâu rồi. Như vậy ở đây ta có nhiều cách để làm bài này. Cô cũng đồng ý với cách làm lập luận của bạn. Nhưng mà ở đây ta có thể đánh giá đấy là vì y mũ 2 lớn hơn hoặc bằng 0. 4 thừa số cho x trừ 2022. Tất cả mũ 2 lớn hơn bằng 0. Mà tổng hai số này bằng 25 nên suy ra 4 nhân với x trừ 2022 tất cả bình phương sẽ bé thuộc bằng 25, đúng không Nghi nhỉ? Con đồng ý đến đấy không? Bé Có thuộc bằng 25 cho nên là x trừ 2022 tất cả mũ 2 sẽ bé thuộc bằng 25 phần 4 đấy. Vì y là số nguyên. Vì x y thuộc z. Cho nên con xem thử số chính phương nào mà bé thua 25 phần 4 nhỉ? con đang coi là một với cả chín Sao được 9 hay được? là Không. Với bằng bao nhiêu nữa? không bốn. 1, 4 chứ. Vâng. Thế thôi đúng không? 9 là không được rồi. 9 là lớn hơn 25 phần 4 mất rồi đúng không? Vâng. Đấy, thế mình xét từng trường hợp một. Trường hợp 1. Duyên ơi. Lại văng ra rồi. Trường hợp 1 con giải giúp cô. Trường hợp 1 là x trừ 2022. Tất cả mũ 2 bằng 0. Thì suy ra được. Suy ra được. 20 x bằng 2 x chia 2022 bằng 0 x bằng À. 2022 ạ. À, suy ra là x trừ 2022 bằng 0. X bằng 2022. Nào y lắm nào tính long nhỉ? Thì lúc này ta có y bằng gì? Ta thay vào. Thì ở chỗ này là x trừ 2022 bằng 0 rồi. Cho nên là 4 nhân với x trừ 2022 cũng bằng 0. Sao vậy, y bình phương bằng bao nhiêu long nhỉ? Vương bằng 25, bằng À, 25. y bình phương bằng 25 thì y bằng bao nhiêu? Y bằng 5. Y bằng 5 hoặc, Từ 5. đúng rồi, y bằng âm 5. Đấy, trường hợp 2. Trường hợp 2 là x trừ 2022 tất cả bình phương bằng 1. Thì thay vào thì suy ra chỗ này ta suy ra y bình phương bằng gì nhở? Hình như là y bình phương mình thay vào mình tính là được là 4 nhân 1 cộng y bình phương là bằng 25 nên y bình phương bằng bao nhiêu đấy? Bằng 25 trừ đi 4 nhân 1. Đúng không nào? Bằng 21. Cái này có không Nhi nhỉ? Trường hợp này xảy ra không nhỉ?
Nhưng con đơn cô là không. À, trường hợp này là vô lý, đúng nào? Không có số chính phương nào là bằng 21 cả. Trường hợp 3 là x trừ 2022 tất cả bình phương là bằng 4 đúng không con? Vâng ạ. Thì mình thay vào thì ta có 4 nhân 4 cộng y bình Bằng là bằng 25 đúng không con? vâng. Thì ra y bình phương bằng bao nhiêu? Y bình phương bằng 9. Nên y bằng bao nhiêu? Y sẽ bằng cộng y cầu bằng cộng trừ 3. À, y bằng cộng trừ 3. Nhưng mà ở đây mình chưa giải ra được. Ở đây là x trừ 2022 là x là nhận bao nhiêu giá trị con nhỉ? X trừ 2022 tất cả bình phương mà bằng 4, tức là bằng 2 bình phương, hoặc là bằng âm 2 tất cả bình phương đúng không? Đúng con nhỉ? Từ đây mình tính được bao nhiêu giá trị của x nhỉ? Đúng được 6. Không, đâu. Làm gì? X là chỉ có x trừ 2022 là bằng âm 2 thì x sẽ bằng 2020 này. Hoặc là x bằng bao nhiêu? Âm À 2 không. không? Âm 24 không. đúng không? Đúng không? Vâng. Đấy. Và y thì như thế này, như vậy ở bên này là trường hợp một ta ra được bao nhiêu cặp số x y con nhỉ? Con xem trường hợp một ra được bao nhiêu cặp số x y. Trường hợp một đâu rồi, con nhìn đi nhi. Wow. Sao đến giờ này bị văng ra hay sao? Duyên ơi. Dạ. Duyên, con Dạ. làm bài này được bao nhiêu cặp số? Đây là 6 ạ. Ở trường hợp 1 con Em cô đọc phải cho làm cô cái nào. khác không? Được. Như em làm cái khác cũng được không cô? Được. Vừa nãy cô hỏi con nhưng mà con bị văng ra ngoài trường hợp 1 con. Thì bây giờ theo ở đây thì trường hợp 1 là con ra được cặp số nào nhỉ? 5 và 2022 và 5 ạ. Rồi. 20. 2022 và âm 5 ạ. Rồi làm hai cặp này, rồi. Gì nữa nhỉ? 2020 với 3 đúng không? Dạ, vào 2. 2020 của con bạn. Rồi. Âm 2024 với âm 3. Thế Âm con đối chiếu giúp cô xem có giống với con làm bằng cách khác có ra kết quả như này không? Giống miếng. cô Ơi. cái phần Phần nào? Con nói đi xem đây thử. là 2024 cô không biết xảy đúng À, có một giá trị x bằng 2024 hả? không, cái âm 2024 của bạn em là 2024 À, còn cái 2020 là con là âm 2020 hả? không, vẫn giống nguyên, vẫn giống thế. 2024 và 2020 hả? Không, cái Chắc. phần Rồi cô hai hiểu rồi, có cái chỗ này này, có cái chỗ này là giải vội, đang đang giải rất là vội, xem là x trừ 2022 là bằng 2 thì chuyển vế sang. Đúng rồi là 2024. Đấy giải vội đấy. Vì là muộn giờ rồi, chỗ này là 2024 đúng không? không. Đúng rồi. À, Nhi ơi con kiểm tra xem 6 chỉ có sai như thế thôi đúng không? Duyên ơi con kiểm tra xem 6 cặp nghiệm của con bây giờ đã giống với kết quả đấy chưa? Em cô giống rồi ạ. Rồi, Nhi ơi, giống con làm được giống kết quả vì là Nhi cũng không làm theo cách này. Nhi bị văng ra ngoài rồi. Thôi bây giờ muộn quá, các con nghỉ ở đây chỗ nào chưa hiểu thì buổi sau chúng ta làm tiếp hoặc là cô đẩy video lên các con xem nhé. Bây giờ cô chào cả lớp mình. Hello.